Con đã nói là con không có cần. Con lớn rồi con tự lo được. Mẹ ăn cơm ha, rồi ngủ đi, đừng có chờ con, đừng có gọi con nữa làm phiền con quá. Mẹ gặp con á, ngoài cái chuyện ăn uống ra mẹ không biết nói gì nữa hết hả? Anh Duy, mẹ anh bị tai nạn. Cái thằng giờ này sao vẫn chưa về nữa ta? Con mấy giờ rồi? Ôi trời đất ơi, giờ này cũng chưa về. Alo. Ừ, mẹ nè. Con về tới đâu rồi? Ờ vậy hả? Ờ mẹ biết rồi. Rồi chừng nào mới về? Lo làm đi, rồi về ăn cơm nghe, mẹ chờ đó. Ừ. Mẹ thôi nha. Ngày nào cũng như vậy hết, thiệt là rầu. Chúc mừng mày nha Duy. Lên chức, đừng có quên anh em nha. Chúc mừng trưởng phòng nha. Thì cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nhờ mọi người mà Duy mới có được những ngày hôm nay. Thì Duy sẽ cảm ơn mọi người bằng cách vô! Vô ra! Vô đi! Của mày cái gì? Bà già tao gọi. Ê, má lớn hay má nhỏ vậy mày? Thôi kệ nó, lo lúc nào cũng vậy á. Thôi vô đi mấy đứa. Con nghe nè mẹ ơi. Giờ này chưa về vậy con? Con lạnh canh mùi hết rồi nè. Nay mẹ có nấu món sườn non chua ngọt mà con thích đây nè. Công ty của con còn nhiều việc lắm mẹ, con không có về được đâu. Với lại Quang ở công ty rồi, mẹ đừng có lo. Mẹ cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi ha, khỏi chờ con. Việc gì thì kiểu phải ăn mới tốt cho sức khỏe chứ. Con cứ ăn ngoài đường, vừa dơ bẩn mất vệ sinh nè. Tranh thủ về nhà, mẹ nấu cho mà. Dạ, con ăn rồi, con mua cơm ở công ty con ăn rồi ha. Mẹ yên tâm, con lớn rồi, mẹ đừng có lo nữa, về nha. Quang nè, mẹ dặn nè. Trời ơi, sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Mẹ muốn nói hay là mẹ đem cơm lên công ty cho con ăn nghe? Con đã nói là con không có cần. Con lớn rồi con tự lo được. Mẹ ăn cơm ha, rồi ngủ đi, đừng có chờ con, đừng có gọi con nữa làm phiền con quá. Vô đi. 2, 3, vô. Nghỉ tay uống miếng sữa đi con. Dạ, mẹ để nó đi, lát con uống. Con nè, sao mẹ thấy độ rày con hay về trễ quá vậy? Công việc của con chắc bận lắm hả? Dạ đúng rồi, công ty của con đang có dự án mới, mà con thì là người theo dự án đó, nên là nhiều công việc lắm mẹ. Ừ, nhiều cái gì thì nhiều, bận cái gì thì bận, cũng phải lo ăn uống đầy đủ nha con. Dạ, con biết rồi. Trời, con trai của mẹ khỏe như trâu, chuyện ăn uống con tự lo được. Cha của bay. Vậy nè, thôi mai mốt á, để mẹ nấu ăn đi, rồi mẹ đem lên công ty cho con ăn. Có như vậy á, mẹ mới nấu được nhiều món ăn để tẩm bổ cho con khỏi mất sức chứ. Trời ơi, mẹ ơi, con nói là cái chuyện ăn uống con tự lo được mà. Con không ăn ngày cũng có chết đâu. Coi kìa, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Con là con của mẹ, thì mẹ phải lo cho con chứ không thôi để con bệnh rồi sao, đúng không? Trời ơi, con làm gì mà cũng yên nữa. Hở chút là giận à. Mẹ biết rồi, thôi để ngày mai á, mẹ coi mẹ làm cá chân tương rất là ngon, rồi mẹ đem lên công ty cho con ăn nghe. Thiệt mệt ghê luôn á.
Mẹ gặp con á, ngoài cái chuyện ăn uống ra mẹ không biết nói gì nữa hả? Con vô phòng á. Cái thằng cha bay, con trai gì mà hở chút cái giận giận. Kệ con, ngày mai mẹ sẽ nấu cái món gì ngon nhất đem lên công ty cho con ăn. Nghe điện thoại của má đi kìa. Anh nghe coi nhỡ đâu mẹ gọi có việc gì thì sao? Chờ, con dâu lấy lòng mẹ chồng. Quá. Ông nè, kỳ quá à. Cái gì nữa? Con nghe nè mẹ ơi. Nay mẹ nấu canh cải chua sườn non, ngon hết sảy luôn. Nè, mẹ đem lên cho con. Trời ơi, con nói là con không có ăn, mẹ nấu chi cho mất công vậy? Thôi mẹ ăn đi nha. Ê, nhiều khi tao thấy á, tao tưởng á, mày còn đang đi học á chứ. Tao thấy mày bự vậy, còn được má mày lo từng ly từng tí nữa. Nhiều khi tao nghĩ á, má tao á, mà được một nửa như má mày, có khi lại ngon ha. Thiệt chứ, tao mệt bà già tao lắm. Suốt ngày cứ bắt tao ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm ở nhà. Trong khi tao nói là tao ra ngoài tao ăn với bạn bè, mày thấy mệt không? Ê, má gọi dì ăn cơm kìa, dì ăn cơm với má nè mày. Mày lớn rồi bớt cà khịa đi. Có gì nữa? Anh Duy, mẹ anh bị tai nạn. Chị Hiền mới gọi cho em nè, nói là mẹ mang cơm lên cho anh. Rồi, gọi anh không... Đi chứ còn đứng đó làm gì nữa lẹ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà tình trạng của cô nguy kịch quá, cho nên đã không qua khỏi. Mong là anh đừng quá đau buồn. Bây giờ con hối hận thì cũng đã muộn rồi. Em nhớ. Đây là nơi mà hai mẹ con mình sẽ thư giãn. Mẹ sẽ ngồi ở đây và con sẽ đắp bóp cho mẹ. Mẹ có thể coi tivi, còn không thì mẹ đọc báo. Và mẹ có thể nghe nhạc của cô Khánh Ly nữa. Thích thiệt. Bây giờ con sẽ đưa mẹ vào trong bếp để mẹ tham quan ha. Đúng đó con. Dạ. Bày đặt nữa rồi. Cái gì đây? Tên tên. Wow, bếp đẹp quá. Đây là nơi sẽ cho ra đời những món ăn tuyệt vời và đặc sắc nhất. Ừ, đúng rồi đó. Mời mốt đây tôi nấu, không về ăn là biết tay tôi nghe chưa. Trời ơi, sao mà con không về ăn cơm mẹ nấu được? Tại vì con không có ăn cơm ai khác ngoài mẹ được. Có thiệt không đó? Hay là mời mốt cái có vợ rồi cái cho bà già này ra rìa đi. Không dám đâu. Sau này con có vợ, con đi làm rể hay là con có bận tới cỡ nào, con cũng sẽ về ăn cơm của mẹ nấu trước khi con ngủ. Hay quá đi. Già đầu rồi còn nhõng nhẽo. Trời ơi, ai biểu con là con của mẹ, là cục cưng, là cục vàng của mẹ chi. Cái miệng leo lẻo mà. Mẹ nè, sau này con sẽ ráng tìm cho mẹ một nàng dâu thiệt là sớm. Để mẹ và vợ của con nấu ăn những món ngon cho con và cháu nội của mẹ nữa. Nói thì hay lắm, nhưng mà không biết tới chừng đó có về ăn không, hay là để bà già này chờ cho cái cổ nó dài ra vậy là chết chứ tôi như không. Dạ. Con xin lỗi mẹ.